Hồng xuyên song song thời không thập niên 80, ngoài ý muốn trở thành một gã ẩn cư thâm sơn thiếu niên tu sĩ. Vì tìm kiếm tu hành chi huyền diệu, trà trộn thế tục lịch lãm hồng trần, lấy người chứng kiến ánh mắt, người thân trải qua tâm tính, người bình thường thân phận, từng bước một thực hiện tiểu ẩn vu giả, trung ẩn vu thị, đại ẩn vu triều, cuối cùng trở thành tiêu giao nhân gian chân ẩn sĩ. Tiểu thuyết máu chốt Ẩn sĩ là như thế nào luyện thành không đạn cửa sổ, ẩn sĩ là như thế nào luyện thành TXT toàn tập đao loa, ẩn sĩ là như thế nào luyện thành. Chương 1 Ẩn cư thâm sơn thiếu niên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 2 Đi săn bùn đen rảnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 3 Rất sảng khoái đón xe thể nghiệm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Chợ bồ câu kẻ bán thịt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Tám số 05 trận tuyết rơi đầu tiên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 cho bầy khỉ tặng lễ, cầu thu cầu đẩy bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Trong truyền thuyết rượu ngon, cầu thu cầu đẩy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Thâm Sơn có suối nước nóng, cầu thu cầu đẩy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 một đám khách không mời mà đến, cầu thu cầu đẩy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Rừng tuyết, vô demo, cầu thu cầu đẩy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.